Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mắt Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Nguyễn Quốc Nguyên ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương. Đầu tiên quan sát sơ lược về ảnh vẽ 3D thì quý vị sẽ thấy là đây là một công trình được thiết kế là nhà phố nha quý vị. 2 tầng với thiết kế mái bằng hiện đại, một công trình mà tôi nghĩ rằng sẽ đi theo phong cách là ấn tượng ha. Nếu mà gia chủ nào mà yêu thích cái sự độc lạ nè, cũng như là không đụng hàng có 102 với những công trình lân cận thì có thể tham khảo qua về mẫu nhà này. Nhưng mà trước khi tìm hiểu kỹ hơn thì có lẽ là tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Home nhé. Mắt Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọ gói nhà ở, kèm vào đó là tư vấn phong thủy trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình đó chính là ngập tràn quà tặng cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế từ 23 tháng 11 2023 đến 23 tháng 2024 và giảm 40% nha quý vị. Voucher giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu của Mắt Home, tặng một gương LED cao cấp thương hiệu của Mắt Home, tặng một bộ lịch Tết 2024, tặng 10 bộ đèn downlight thương hiệu của Mắt Home. Trên website chúng tôi masthomegroup.vn thì quý vị có thể ấn vào đây nhận tư vấn làm nhà này, điền họ và tên, số điện thoại, chọn hạng mục cần tư vấn, nhập mô tả nhu cầu quý vị vào, ấn yêu cầu tư vấn ở đây. Nhân viên chúng tôi khi nhận được biểu mẫu này cũng sẽ chủ động để liên hệ với quý vị. Ngoài ra thì trên website chúng tôi sẽ có giới thiệu qua về các vật liệu của Mắt Home, sơn bột bã, thiết bị vệ sinh, đèn LED, cửa, v.v. Rồi giới thiệu về tổng công ty, nè trụ sở của chúng tôi. Hiện tại Mắt Home đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị hoàn toàn có thể đến trực tiếp trụ sở của chúng tôi để gặp gỡ kiến trúc sư, trao đổi thì sẽ có thể được tư vấn kỹ càng hơn nhé. Trở lại với mẫu nhà chúng ta ngày hôm nay thì đầu tiên trở lại đó chính là ảnh vẽ 3D. Ngoại thất của công trình này lúc nãy ta đã xem qua được mặt tiền rồi, bây giờ ta sẽ xem tổng thể ha. Ví dụ đây phần cổng nè, tường bao nè ha, rồi góc nhìn nghiêng nè, mặt bên nè, quý vị có thể quan sát sẽ thấy góc từ trên cao nhìn xuống nè. Đây chính là tổng thể về công trình này và quý vị sẽ thấy rõ như tôi chia sẻ lúc nãy, đó chính là một công trình 2 tầng mái bằng với thiết kế hiện đại nhé. Đầu tiên thì về cái phần mái bằng ở bên trên á, thật sự thì mái bằng là một loại mái mà rất là phổ biến cho những công trình hiện đại luôn. Và nếu nói không ngoa thì nó là cái loại mái phù hợp nhất đối với tinh thần hiện đại. Bởi vì phong cách hiện đại modernism nó sẽ hướng tới đó là sự tinh giản, ấn tượng. Thì mái bằng nó có được cái điều này nha quý vị. Và ngoài ra thì mái bằng có cái ưu điểm, đó chính là nếu mà so về chi phí thì nó sẽ đỡ được cái phần chi phí chúng ta phải lợp mái ở bên trên. Ví dụ là mái Nhật, mái Thái, mái Lệt hay là mái Mansa thì chúng ta phải tốn kém về cái phần ngói nè, hoặc là tôn giả ngói. Nói chung là chúng ta phải tốn về cái phần mà chúng ta phải ốp cái phần mái dốc. Do đó thì mái bằng sẽ tiết kiệm được về phần đó. Chưa kể đến đó chính là mái bằng, nếu mà xét về tiêu chí phòng cháy chữa cháy thì mái bằng sẽ là loại mái tốt nhất trong tất cả các loại mái nha quý vị. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, với nhiều ưu điểm như vậy nhưng mà mái bằng nó cũng sẽ gặp một số những cái vấn đề mà chúng ta phải lưu ý. Đầu tiên đó chính là chúng ta thiết kế mái bằng thì quý vị phải lưu ý đến cái phương án là chúng ta phải thi công chống thấm cho nhà mái bằng. Bởi vì sao? Bởi vì mái bằng quý vị, chính vì nó không có cái phần để mà che ở bên trên cho nên lượng mưa hay là ánh nắng, tất cả mọi thứ nó sẽ tác động trực tiếp đến phần mái bằng của chúng ta. Nếu mà chúng ta thi công chống thấm không tốt thì có khả năng thấm dột bên trong. Đây chắc chắn là cơn ác mộng cho tất cả gia chủ. Cho nên là cái việc mà chúng ta phải đảm bảo là chống thấm tốt đó là cái việc rất rất là cần thiết cho nhà mái bằng. Và quý vị có thể sử dụng nhiều phương án, chúng ta có thể là thêm cái lớp Sika này, hoặc là chúng ta sẽ có thể ha, quý vị có thể tham khảo, ta đặt thêm cái lớp mái tôn bên trên. Việc mà đặt thêm cái mái tôn nó khác với việc mà chúng ta sẽ xây thêm một cái phần mái nhé. Bởi vì xây mái thì chúng ta phải tốn kém về vì kèo, về nhiều thứ. Còn chúng ta đặt cái mái tôn bên trên thì nó không tốn kém nhiều. Đặc biệt quý vị cũng không nhất thiết phải lựa những cái dòng tôn đắt tiền nữa, ta lựa cái dòng bình thường thì cũng được. Bởi vì khi mà chúng ta đặt thì ở bên trên thì giống như nó có thêm một cái lớp phủ ở bên trên thôi, thì lượng mưa, nước mưa nó sẽ không tác động trực tiếp đến cái phần mái bằng của chúng ta mà nó sẽ tác động lên cái phần mái tôn. Thì đó cũng là cái giải pháp quý vị có thể tham khảo qua ha. Tiếp theo tôi sẽ nói đến là hệ thống cửa công trình. Rõ ràng có thể thấy là công trình này 100% đều sẽ sử dụng là cửa nhôm hệ kính nha quý vị.
Với dòng nhôm hệ kính thì có rất là nhiều ưu điểm, cho nên là thường những công trình của Mark Home thiết kế thì chúng tôi giới thiệu cái dòng cửa này rất là nhiều. Tôi ví dụ ha, nếu mà chúng ta sử dụng là Sinfa Việt Nam đi thì có ưu điểm là cách âm, cách nhiệt rất tốt nhờ hệ gioăng EPDM cấu trúc thanh nhôm rỗng, sử dụng công nghệ ép góc cho nên là rất là cứng cáp. Ngoài ra thì nó sẽ được sơn tĩnh điện cho nên độ bền màu có thể lên đến là 30 năm. Cho nên là người ta hay nói vui là đôi khi nhà mà thấy cũ rồi nhưng mà cửa vẫn chưa cũ đó quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là bền ha. Ngoài ra thì cửa nhôm hệ kính quý vị thấy nè, do cái phần diện tích kính nó rất là lớn, cho nên nó sẽ lấy được cái nguồn ánh sáng và sinh khí bên trong rất tốt. Nếu một ngôi nhà mà chúng ta sử dụng là cửa gỗ thì quý vị chắc chắn là nó không thể mà lấy được nhiều ánh sáng, nhiều gió vào bên trong bằng so với cửa nhôm hệ kính rồi. Cho nên là đây cũng là ưu điểm của cái dòng cửa này. Ngoài ra thì về giá cả thì cửa nhôm hệ kính giá cả cũng rất là phải chăng, có nhiều mức giá để quý vị lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn cái dòng tiêu chuẩn là Sinfa Việt Nam, cửa nhôm hệ Việt Pháp, hoặc hơn chút xíu ta có thể lựa chọn dòng trung cấp là Sinfa nhập khẩu Quảng Đông Trung Quốc ở tem đỏ, hoặc cửa nhôm hệ PMA. Thì chi phí tôi ví dụ nếu mà trong miền Nam đi thì tầm rơi vào tầm khoảng là hơn 2 triệu một mét vuông, miền Bắc là hơn 1 triệu một mét vuông thôi. So với thép vân gỗ hay là cửa gỗ tự nhiên thì nó rẻ hơn rất là nhiều, cho nên quý vị có thể tham khảo qua về cái dòng cửa này. Tiếp theo tôi sẽ nói đến đó chính là về chi tiết về màu sắc công trình. Thì công trình phối màu rất đơn giản quý vị, chỉ có hai màu trung tính thôi, một là trắng và hai là màu ghi ha. Ví dụ ở đây những phần tường sơn trắng nè, rồi những khu vực này chúng tôi sơn màu ghi nè ha. Rồi ở những vị trí này chúng tôi sẽ ốp gạch trang trí cũng có tông màu ghi nha quý vị. Ở đây gạch Việt Nhật cũng màu ghi luôn. Và điều mà tôi rất thích của công trình này đó chính là tiểu sảnh mảng xanh. Quý vị thấy nè, thiết kế rất là nhiều mảng xanh ha. Rồi ở đây có những cái cây leo ở bên ngoài hay này nữa, nó sẽ phủ xanh được nguyên cái khu vực ban công của chúng ta. Thật sự nếu như ngoài đời mà chúng ta trồng được cây xanh tốt như thế này thì thật sự ngôi nhà quý vị sẽ rất rất là lý tưởng luôn ha. Và sẵn nhắc về ban công thì quý vị nhìn lên sẽ thấy lan can. Lan can ở đây chúng tôi sẽ thiết kế là lan can kính cường lực. Vì sao lại là kính cường lực? Bởi vì kính cường lực thứ nhất nó cứng gấp 5-6 lần so với kính thường. Trong trường hợp xấu nhất nó có vỡ cũng chỉ vỡ thành những hạt li ti, không gây tổn thương cho người sử dụng. Cho nên là sử dụng kính cường lực thì rất yên tâm về độ cứng chắc cũng như là cái độ an toàn. Cho nên là nhiều những công trình do Mark Home thiết kế thì chúng ta sẽ sử dụng kính cường lực. Chưa kể là kính cường lực thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái vật dụng mới, cho nên là của thời đại mới, cho nên chúng ta nhìn vào chúng ta thấy ngay cái tinh thần hiện đại rất là rõ, cực kỳ hợp với phong cách hiện đại của cả công trình. Với công trình này thì cũng có một số những cái ưu điểm nữa, đó chính là đây. Đây là cái không gian ở bên trên của tầng 2 và nhờ vào thiết kế của mái bằng cho nên quý vị thấy là ta sẽ còn một cái không gian sân ở ngoài trời để có thể di chuyển vui chơi cũng rất là thoải mái ha. Quý vị nếu muốn chúng ta muốn che nắng che mưa một chút xíu thì tôi có gợi ý là quý vị có thể làm thêm ở vị trí này một cái phần dàn hoa hoặc cái mái che gì đó. Có thể chúng ta làm nhẹ thôi, làm thép hộp sơn tĩnh điện thôi, không cần làm bê tông cũng được. Với những cái dàn hoa, mái che, thép hộp bây giờ cũng rất là được chuộng. Và khi mà chúng ta làm ở đây rồi đặt thêm một cái lớp kính ở trên, có thể là kính nhựa hoặc kính cường lực, thì nó sẽ giúp che nắng che mưa cho khu vực này, ta thoải mái di chuyển vui chơi giải trí ở khu vực này ha. Và đó là tổng quan bên ngoài công trình. Bây giờ tôi sẽ đọc hồ sơ thiết kế cực thi công của ngôi nhà ha. Đầu tiên là một lục bản vẽ kiến trúc đi, thì hồ sơ tổng cộng 40 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt và các chi tiết cụ thể khác. Tiếp theo là mặt bằng định vị công trình, đây là tổng quan công trình của nhà anh Nguyên so khu đất. Khu đất thì bề sâu là 50m, bề ngang khu đất này là 11,5m nha quý vị. Còn xét về hướng nhà đi, thì quý vị sẽ ra công trình sẽ hướng vào phía bên này. Tiếp theo thì tôi sẽ đọc đến, đó chính là về mặt bằng bố trí nội thất. Thì tôi sẽ xem qua, đó chính là về công năng nè, chiều dài, chiều rộng ha, và diện tích. Thì ở đây chiều dài của công trình là 20,5m, chiều rộng là 8,9m, diện tích thiết kế tầng 1 là 180m2, tầng 2 diện tích thiết kế là 120m2. Tôi sẽ cộng hai con số này lại với nhau, lấy 188 cộng cho 120, tổng diện tích thiết kế cả công trình là 300m2 ha. Tiếp theo tôi xem đến công năng từng khu vực. Tầng 1 sẽ có phòng khách nè, cạnh bên là phòng nghiên cứu nha quý vị. Rồi ở phía sau là phòng ăn, phòng bếp nè, sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ ha, và sẽ có tổng cộng là 3 khu vực nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng ta sẽ bố trí là sẽ có một phòng ngủ thường, một phòng ngủ master, sẽ có hai khu vực nhà vệ sinh và một khu vực phòng thay đồ, phòng quần áo ở vị trí này. Còn lại không gian ban công lớn và ban công sau ở ngoài của công trình.
Bây giờ chúng ta xem qua đó chính là hình ảnh thực tế ha. Thì quý vị nhìn vào đây, đây là hình ảnh thực tế nè, chúng ta chụp lại được một live cam khi mà đến để mà khảo sát khu đất ký kết hợp đồng. Thì đây là khu đất của công trình và chữ XJ này là vị trí xây dựng nhà ha. Thì quý vị quan sát sẽ thấy đó chính là công trình này đúng kiểu là công trình nhà phố quý vị, bởi vì lân cận thì cũng đã có một số những công trình khác rồi, cho nên là sau khi mà xây dựng xong thì công trình sẽ nằm trong cái khu dân cư đông đúc như thế này. Tiếp theo thì tôi sẽ xem đến đó chính là về nội thất của công trình này ha. Chúng ta quan sát sẽ thấy nè, không gian phòng khách thì chúng tôi sẽ kết hợp phòng thờ luôn nha quý vị. Phòng thờ ở đây sẽ được cắt CNC và được đặt vách cắt CNC đây để mà che chắn với khu vực hành lang. Còn vị trí phòng khách thì quý vị thấy chúng tôi sẽ đặt một chiếc ghế sofa. Ghế sofa này thì nhìn kỹ nó xếp thành chữ U luôn nha quý vị. Bởi vì nó dư một cái góc bên này và cái góc bên kia luôn. Thật sự thì bây giờ có rất là nhiều cái dạng sofa khác nhau. Có những cái dạng là sofa nó định hình sẵn rồi, cũng có những dạng sofa chúng ta có thể lắp ghép. Ví dụ ở đây thì tôi nghĩ là cái sofa ta có thể lắp ghép được. Ví dụ là ta có thể đẩy nó ra một hướng khác cũng được luôn, đặt đối diện với nhau hoặc là ghép lại nó như thế này. Thì cái đó là tùy theo sở thích của từng gia chủ. Ở đây chúng tôi sẽ bọc da cao cấp có tông màu ghi nhà. Còn ở vị trí này sẽ là một bàn trà với mặt bàn là đá màu đen ha. Còn khung chân bên dưới sẽ là gỗ nha quý vị. Ở vị trí này sẽ là một chiếc ghế sofa đơn. Còn trên trần thì chúng tôi sẽ treo những cái đèn thả. Với những đèn thả thì nó rất hợp với tinh thần hiện đại luôn. Nhìn nó nhẹ nhàng và cũng khá là độc đáo. Còn đối diện sẽ là khu vực kệ tivi. Kệ tivi thì chúng tôi sẽ đặt dạng treo và sẽ ở phía sau sẽ là PVC giả đá và bên đây là PVC giả gỗ, tầm khoảng là hơn 1 triệu cho 1 mét vuông. Tiếp theo ta sẽ đến với không gian trên bản vẽ gọi là phòng nghiên cứu nha quý vị. Hoặc là ta có thể xem phòng đọc sách cũng được, bởi ở đây có cái kệ tủ sách rất là hoành tráng nè. An thì An rất thích việc đọc sách, cho nên là nếu một con công trình mà có xây riêng một khu vực để mà đọc sách như thế này thì An nghĩ là nó quá là tuyệt vời. Ở đây thì sẽ đặt có một chiếc bàn nè, rồi xung quanh là những chiếc ghế ha. Chúng tôi sẽ có một số chiếc ghế chúng tôi sẽ bọc đệm, còn phía bên trên một cái đèn thả nữa với một kiểu dáng cũng rất là lạ mắt. Bây giờ ta sẽ đến với không gian phòng bếp ăn của công trình nha quý vị. Đầu tiên là khu vực ăn đi. Khu vực ăn ở đây thì mặt bàn chúng tôi sẽ ốp là đá marble, hoặc quý vị muốn rẻ hơn ta có thể đổi sang granite có tông màu trắng vân mây. Xung quanh chúng tôi sẽ đặt 8 chiếc ghế ăn, khung chân bên dưới là gỗ tự nhiên, điểm ngồi bên trên chúng tôi sẽ bọc da cao cấp. Vị trí này sẽ là một tấm gương và hai bên sẽ là PVC giả làm gỗ. Nhiều quý vị thắc mắc là ủa tại sao lại đặt một tấm gương lớn như thế này trong phòng ăn để làm gì? Thì thật sự là cũng có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất có thể là trang trí cho đẹp nè, chúng ta có thể tự soi gương bản thân của mình, chỉnh trang y phục. Thứ hai là nó sẽ góp phần cảm giác nè, cái diện tích phòng nó được nhân đôi. Bởi vì ta nhìn vào, bởi nó phản chiếu chúng ta cảm giác là căn phòng giống như nó được rộng ra vậy đó. Đó cũng là cái mẹo ở trong việc thiết kế. Còn đây sẽ là không gian của bếp. Thì quý vị thấy là kệ tủ bếp sẽ được thiết kế là hình chữ Y, chất liệu là gỗ MDF phủ melamin, có màu gỗ và màu trắng. Mặt bếp chúng tôi sẽ ốp đá granite màu trắng vân mây. Tương tự ở vị trí này là bàn đảo cũng vậy ha. Mặt bếp thì cũng sẽ là, mặt bàn đảo sẽ là granite trắng vân mây, khung chân bên dưới sẽ là PVC giả làm gỗ. Ta sẽ đến với phòng ngủ đầu tiên của công trình, phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này thì chiếc giường sẽ được thiết kế dạng bục với chất liệu cũng là gỗ MDF ha. Cạnh bên là táp đầu giường, kèm theo đó là vị trí bàn học, bàn trang điểm ở vị trí này. Đèn thì chúng tôi sẽ treo đèn thả ở đây. Tiếp theo ta đến phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì chiếc giường cũng là dạng bục luôn và cũng sẽ có những cái học kéo nè, kết hợp giữa tông màu gỗ và màu trắng rất là nhuần nhuyễn. Vị trí bàn học thì để mà tận dụng được cái góc này thì tôi sẽ thiết kế là bàn học hình chữ L để ôm lấy cái góc vuông của căn phòng. Còn ở vị trí này chúng tôi sẽ dán giấy dán tường. Tiếp theo ta sẽ đến phòng ngủ số 3 nha quý vị. Phòng 3 thì cũng đẹp không hề thua kém so với những phòng trước. Ở trên tường thì chúng tôi sẽ ốp thêm PVC giả làm gỗ nè. Quý vị thấy không ạ? Còn ở phía đối diện sẽ là tủ quần áo. Tủ quần áo sẽ được thiết kế cao kịch trần và chúng tôi sẽ lắp ở đây là tủ cánh kính. Ở phía bên trong gắn thêm hệ thống đèn LED để chiếu sáng. Ta sẽ tiến lên tầng 2 công trình và đến với không gian phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này thì đầu giường quý vị thấy chúng tôi sẽ bọc vải nỉ và thiết kế đúc cúc cũng khá là sang trọng. Cái việc bọc vải nỉ hoặc bọc da cho phần đầu giường bây giờ rất là phổ biến để chúng ta có thể tựa lưng vào, cảm giác rất là dễ chịu và ban đêm có thể đọc sách nè, hoặc nó bảo vệ phần đầu chúng ta khi ngủ nha quý vị. Cuối cùng đó chính là phòng ngủ lớn nhất công trình là phòng ngủ master. Phòng ngủ này thì chiếc giường cũng đặt ngay trung tâm, phần sàn bên dưới chúng tôi sẽ hai lựa chọn, một quý vị ốp sàn gỗ hay là ốp gạch giả gỗ nè. Rồi ở đây vị trí bàn trang điểm nè, bàn học siêu to khổng lồ ha.
Và đây sẽ có một khu vực có hai cái ghế, ta có thể ngồi thư giãn cũng được. Nói chung là căn phòng này quá rộng rồi, phòng của Master mà. Quý vị thấy đến tận hai tủ quần áo ở trong một căn phòng. Và đây sẽ là không gian của phòng thay đồ. Phòng quý vị có thể thấy cũng để đặt hai tủ quần áo nè, bàn trang điểm, và ở đây sẽ có một chiếc tủ để chúng ta trưng bày phụ kiện. Tiếp theo tôi xem đến đó chính là mặt đứng công trình, để xem công trình cao bao nhiêu. Ở đây có sụp không định của mái là 7,2m, sàn từ 1 đến sàn tầng 2 là 3,6m, sàn tầng 2 đến sàn mái cũng là 3,6m luôn nhé. Đây cũng là chiều cao, nó cũng khá là thoải mái rồi. Ở bên dưới sẽ có 6 ô hình chữ nhật, tường vật liệu màu sắc khác nhau, tường sơn MH nè, mà trắng sứ nè, tường ốp đá trang trí, ốp gạch Việt Nhật vân vân. Tiếp theo ta xem đến đó chính là về mặt cắt của công trình. Thì quý vị nhìn vào mặt cắt sẽ thấy sàn có sắp mái, cũng như là sàn ở bên dưới thì chúng ta sẽ đổ sàn bê tông. Chắc chắn rồi, bởi vì đây công trình mái bằng mà, bắt buộc chúng ta phải đổ bê tông thôi, chứ chúng ta không làm trần giả được. Làm trần giả thì không thể đảm bảo được chống nóng và chống dầu nước mưa ha. Ở đây có những vị trí trần nhựa giả gỗ, kèm theo đó là không gian ngoài trời. Chúng tôi sẽ thiết kế là hạ có sàn. Bây giờ đọc hồ sơ kết cấu công trình để xem là công trình này xử lý là móng gì. Nhìn mặt bằng móng thì thấy công trình xử lý là móng băng, bê tông cốt thép. Móng băng sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn, liên kết giữa tường và cột theo phương thẳng đứng một cách tốt hơn. Móng băng có rất nhiều cách để phân loại. Nếu chia theo vật liệu của móng băng gạch, móng băng bê tông cốt thép, thông thường thiết kế của mắt hôn, chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn móng băng bê tông cốt thép. Cuối cùng xem hồ sơ điện nước của công trình ngày hôm nay thì tôi sẽ đọc đến đó chính là về mặt bằng bố trí camera của công trình. Thật sự là bây giờ cái nhu cầu để mà lắp camera trong nhà rất là phổ biến nha quý vị, đặc biệt là những công trình ở thành thị thì cái việc đó càng cần thiết nữa. Ví dụ người ta đi làm hoặc là đi du lịch chẳng hạn, có thể quan sát ngôi nhà của mình từ xa. Thì quý vị thấy là hệ thống camera chúng tôi sẽ chạy dọc khắp công trình này ha, đặt ở ngoài, ở trong đều có. Rồi những cái đường chữ data này là cáp tín hiệu camera, kèm dây nguồn chống gen D16, rồi có hộp lưu trữ dữ liệu camera sẽ đặt ở trong trung tâm của phòng khách. Bây giờ ta sẽ xem lại đó chính là một vài hình ảnh 3D. Trước khi mà kết thúc thì quý vị quan sát lại có thể thấy đây sẽ là công trình hai tầng mái bằng với thiết kế hiện đại. Chắc chắn sẽ là một gu của rất là nhiều gia chủ, đặc biệt là ở những vùng thành thị, thành phố lớn yêu thích mẫu nhà hiện đại thì không thể bỏ qua ngôi nhà này. Vậy là Nhật An vừa giới thiệu quý vị đó chính là một mẫu nhà hiện đại nè, cách tân nè, cũng như là không đụng hàng với những thiết kế khác. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngần ngại liên hệ ngay Mắt Hôn qua số hotline 0964458888, 0821333333, 0924099999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.